Xin chào các bạn. Ngoại trưởng Triều Tiên Choe Son Hui đã đến Moscow và tuyên bố khẳng định Bình Nhưỡng sẽ đồng hành với Nga cho tới khi Moscow giành chiến thắng ở Ukraine. Ngoại trưởng Triều Tiên cho biết, chúng tôi nhắc lại rằng chúng tôi sẽ luôn sát cánh cùng những người đồng chí Nga cho đến ngày chiến thắng. Chúng tôi hoàn toàn không nghi ngờ gì rằng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Tổng thống Nga Vladimir Putin, quân đội và nhân dân Nga chắc chắn sẽ giành chiến thắng trong cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền và an ninh đất nước. Bà Choe đưa ra phát biểu này sau khi gặp người đồng cấp Nga Sergei Lavrov ở Moscow. Chuyến thăm của bà đến trong bối cảnh phương Tây nói rằng Triều Tiên đã đưa hàng nghìn quân tới Nga. Mỹ và đồng minh cũng cảnh báo kịch bản các binh sĩ này sẽ được điều động sang Ukraine chiến đấu. Đáp lại, Lavrov đã ca ngợi mối quan hệ chặt chẽ giữa Nga và Triều Tiên. Năm nay, Nga và Triều Tiên đã ký một hiệp ước phòng thủ chung. Mối quan hệ rất chặt chẽ được thiết lập giữa quân đội và các lực lượng đặc biệt của hai nước. Điều này cũng sẽ giúp giải quyết được mục tiêu an ninh quan trọng cho công dân Nga và Triều Tiên, ông nhấn mạnh. Ngoại trưởng Nga cho biết, Moscow rất biết ơn những người bạn Triều Tiên của chúng tôi vì lập trường nguyên tắc của họ về các sự kiện đã diễn ra ở Ukraine. Trong một diễn biến mới nhất, sau cuộc gặp giữa Bộ trưởng Quốc phòng, Ngoại giao Mỹ và Hàn Quốc diễn ra tại Washington, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết 8.000 đến 10.000 binh lính Triều Tiên đang huấn luyện tại Nga và có thể được triển khai để chiến đấu ở Ukraine. Người đứng đầu cơ quan Ngoại giao Mỹ cho biết cụ thể rằng hiện tại theo ước tính của chúng tôi, có tổng cộng khoảng 10.000 binh sĩ Triều Tiên ở Nga và theo thông tin mới nhất, khoảng 8.000 người trong số này đã được triển khai ở khu vực Kursk. Ngoại trưởng Mỹ nói thêm, Nga đang huấn luyện binh sĩ Triều Tiên, đặc biệt là cách sử dụng pháo binh, máy bay không người lái và các hoạt động tác chiến trên chiến trường. Điều này cho thấy ý định trực tiếp sử dụng họ trên tiền tuyến. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố Triều Tiên có thể gửi 100.000 binh lính đến chiến đấu cùng quân đội Nga trong cuộc xung đột với Kyiv. Tổng thống Nga Vladimir Putin đang thử phản ứng của các quốc gia NATO và Hàn Quốc. Ông Zelensky nhận định trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình quốc gia Hàn Quốc KBS hôm 31 tháng 10. Tổng thống Zelensky cho biết, quân Ukraine báo cáo có 3.000 lính Triều Tiên ở tỉnh Kursk của Nga, đồng thời thúc giục các nước ủng hộ Ukraine phản ứng mạnh mẽ hơn. Ông Zelensky tuyên bố, nếu các nước không hành động, lực lượng Ukraine có thể phải đối mặt với một đối thủ mạnh hơn nhiều. Ông Zelensky nhận định, 3.000, 10.000 hay 100.000 quân tùy thuộc trực tiếp vào phản ứng. Nếu phản ứng yếu, sẽ có nhiều quân hơn. Ông Zelensky chỉ trích đồng minh yếu ớt với tin lính Triều Tiên đến Nga. Tổng thống Zelensky khẳng định, một phản ứng yếu ớt như vậy sẽ càng khuyến khích Nga tăng cường lực lượng. Tổng thống Zelensky cũng cảnh báo, Hàn Quốc nên lo ngại về kinh nghiệm trong chiến tranh hiện đại mà quân đội Triều Tiên sẽ có được khi chiến đấu chống lại Ukraine. Nhà lãnh đạo Ukraine lập luận rằng Seoul sẽ có lợi khi cung cấp vũ khí cho Kiev, điều mà chính phủ Hàn Quốc đang cân nhắc thực hiện để thử nghiệm chúng trong điều kiện chiến đấu thực tế. Trước khi có những tuyên bố cứng rắn của hai bên kể trên, thì đã có tin tức về các cuộc thương lượng bí mật giữa Nga và các nước phương Tây về hòa bình. Nhưng cho đến nay, có thể khẳng định nó đã thất bại và quân đội Nga đã dành thời gian này để chuẩn bị tập trung lại lực lượng. Họ sẽ đẩy cuộc xung đột này lên một nấc thang hoàn toàn mới. Điều này được chính Moscow khẳng định với bài phát biểu của Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc rằng Nga sẽ không ký bất cứ thỏa thuận nào chỉ để đóng băng mà không chấm dứt xung đột Ukraine. Đại diện thường trực Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nabenzia ngày 1 tháng 11 cho biết Moscow sẽ không lặp lại sai lầm trong quá khứ và đồng ý với một thỏa thuận kiểu Minsk khác, vốn chỉ nhằm mục đích tạm thời dừng cuộc xung đột ở Ukraine thay vì giải quyết nó một lần và mãi mãi. Các thỏa thuận Minsk được Nga và Ukraine ký kết vào năm 2014 và 2015 với vai trò trung gian của các nhà lãnh đạo Pháp và Đức. Chúng nhằm giải quyết căng thẳng sau cuộc đảo chính Maidan do phương Tây hậu thuẫn nhằm lật đổ chính phủ ở Kiev. Giới chức cấp cao của Ukraine, Đức và Pháp kể từ đó đã công khai thừa nhận rằng họ không bao giờ quy định tuân thủ các thỏa thuận mà lợi dụng chúng để câu giờ cho Kiev tái vũ trang. Moscow cho rằng đây là dấu hiệu cho thấy cả Kiev và phương Tây đều không mong muốn hòa bình ở Ukraine, mặc dù Nga đã để ngỏ khả năng giải quyết cuộc khủng hoảng bằng ngoại giao. Phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm 31 tháng 10, Đại sứ Nabenzia khẳng định Nga sẽ không lặp lại kịch bản của thỏa thuận Minsk, không đóng băng xung đột, cũng như không có chuyện Ukraine gia nhập NATO bằng cách này hay cách khác. Thay vào đó, ông nhấn mạnh, cuộc xung đột sẽ được giải quyết vĩnh viễn bằng cách Nga đạt được tất cả mục tiêu trong hoạt động quân sự của mình, bao gồm cả phi quân sự hóa và phi phát xít hóa Ukraine. Ông nói thêm, lãnh thổ do Ukraine nắm giữ tiếp tục bị thu hẹp mỗi ngày và cho rằng đã đến lúc phương Tây phải xem xét lợi ích của người dân Ukraine, những người muốn hòa bình và quan hệ tốt đẹp với Nga. Cho đến nay, các đồng nghiệp phương Tây của chúng tôi đang thất bại trong việc này. Ông Nabenzia bình luận. Xung đột đã kéo dài gần 3 năm, trong khi các cuộc hòa đàm đã bế tắc, đổ vỡ kể từ tháng 3 năm 2022. Nga đang có bước tiến nhanh nhất trên chiến trường Ukraine kể từ khi xung đột nổ ra mà kiểm soát gần 20% lãnh thổ Ukraine. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 31 tháng 10 cho biết, Nga theo đuổi một giải pháp cho xung đột ở Ukraine mà có thể đáp ứng được lợi ích của tất cả các quốc gia Á, Âu. Trong khi đó, kịch bản hòa trong xung đột ở Ukraine không thể đáp ứng được điều kiện đó. Nga cũng bác bỏ cái gọi là kế hoạch hòa bình, kế hoạch chiến thắng của Ukraine. Sự ổn định ở khu vực Á, Âu chỉ đạt được thông qua những đảm bảo lâu dài, đáng tin cậy trong lĩnh vực an ninh, Ngoại trưởng Lavrov nói. Trả lời phỏng vấn Newsweek tháng trước, ông Lavrov nhắc lại rằng Nga vẫn sẵn sàng giải quyết bằng ngoại giao cuộc xung đột Ukraine một lần và mãi mãi, xử lý các nguyên nhân gốc rễ. Nếu không, Moscow không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục chiến dịch quân sự mà đạt được mọi mục tiêu đề ra. Như vậy, những người đứng đầu ngành ngoại giao Nga đã công khai khẳng định sẽ không có bất kỳ thỏa thuận Minsk nào và cuộc xung đột sẽ không tạm dừng, sẽ không tồn tại nước Ukraine thuộc NATO và việc bắt buộc loại bỏ quân đội và tư tưởng phát xít trong Ukraine là chắc chắn. Nga sẽ đạt được tất cả mục tiêu đề ra đối với chiến dịch quân sự đặc biệt lần này. Sau phát biểu kể trên thì chính là tin tức Tổng thống Zelensky đã cung cấp. Theo đó, tình báo Nga khẳng định với các đồng nghiệp tại các quốc gia khác, bao gồm cả phương Tây, rằng quân đội Triều Tiên sẽ tham gia vào cuộc chiến với Ukraine. Điểm đặc biệt là thông tin kể trên đã được khẳng định bởi chính các nhà tình báo Nga, chứ không phải là tin tình báo mà phía Ukraine thu thập được từ hình ảnh những người lính Triều Tiên ở vùng Soja. Nó cũng chẳng phải là sự chuyên nghiệp của tình báo Mỹ CIA đã đem về thông tin quý giá này, mà chính phía Nga đã cung cấp thông tin này cho các nước phương Tây. Họ khẳng định rằng Nga sẽ để lực lượng Triều Tiên lên tiền tuyến chiến đấu, hoặc cũng có thể là quân đội Triều Tiên sẽ tham gia vào cuộc chiến này. Đó là hai thứ hoàn toàn khác nhau. Đồng thời, ông Zelensky cũng đành thép nói rằng Trump sẽ không bao giờ có thể dừng cuộc chiến này bằng cách buộc Ukraine phải từ bỏ lãnh thổ của mình được. Kể cả Trump có chiến thắng trong cuộc bầu cử đi chăng nữa, thì Ukraine sẽ không bao giờ từ bỏ đất đai của Kiev. Và chính quyền Ukraine sẽ chống Nga tới cùng. Còn Moscow hiểu rõ họ sẽ ra tay một lần và mãi mãi để loại bỏ mối họa từ Kiev, cũng như thế độc tôn của phương Tây. Không như vậy, theo những thông tin mới nhất, một thỏa thuận đối tác chiến lược toàn diện Nga-Iran cũng đã sẵn sàng, và nó sẽ bao gồm cả tăng cường hợp tác về lĩnh vực quốc phòng. Ngoại trưởng Sergei Lavrov phát biểu trên truyền hình quốc gia rằng hiệp ước về quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Nga và Iran đang được chuẩn bị để trở thành nhân tố quan trọng trong việc tăng cường quan hệ Nga-Iran. Ông tiết lộ thỏa thuận này sẽ được ký kết trong tương lai gần. Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian dự kiến thăm Moscow trước cuối năm nay. Thỏa thuận sẽ khẳng định mong muốn của các bên về hợp tác chặt chẽ trong lĩnh vực quốc phòng và tương tác vì lợi ích hòa bình và an ninh ở cấp khu vực và toàn cầu, ông nhấn mạnh thêm. Tuy nhiên, ông không nói rõ quan hệ quốc phòng sẽ diễn ra dưới hình thức nào. Mối quan hệ quân sự giữa Nga và Iran là một trong những mối lo ngại sâu sắc đối với phương Tây trong bối cảnh xung đột Ukraine và căng thẳng giữa Israel, Iran. Như vậy, sau Triều Tiên, Iran sẽ chính thức công khai trở thành đồng minh của Nga, và rất có thể hiệp ước đối tác chiến lược toàn diện với Iran sẽ tương tự như Triều Tiên. Theo hiệp ước, nếu một trong hai bên bị một hoặc nhiều nước khác tấn công mà rơi vào tình trạng chiến tranh, bên còn lại sẽ lập tức sử dụng mọi phương thức có thể để cung cấp hỗ trợ về quân sự hoặc các lĩnh vực khác. Cảm ơn các bạn đã đón xem video. Nếu thấy video hay và thú vị, đừng quên nhấn like và đăng ký ủng hộ đội ngũ kênh. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.